Chào mừng quý thầy cô giáo trở lại với kênh YouTube của thầy Lê Minh Đức GSP. Lời đầu tiên, tôi kính chúc quý thầy cô luôn luôn gặp nhiều may mắn, sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong giảng dạy. Đây là kênh dạy học miễn phí luôn hướng đến các giá trị của phương pháp dạy học hiện đại nhằm hỗ trợ cho giáo viên sử dụng hình vẽ trong dạy học có ứng dụng công nghệ thông tin. Lời giới thiệu giúp giáo viên sử dụng giáo án điện tử được soạn đầy đủ về nội dung và thư viện video trên không gian 3D tương ứng để giảng bài một cách hiệu quả nhất, gây hứng thú học tập cho học sinh. Được thiết kế chi tiết trong từng công đoạn để hoàn thành một bài giảng sinh động. Trong các bài dạy, tôi đã vẽ xong các hình theo một thứ tự nào đó của mình và đi theo trình tự từng bài theo sách giáo khoa của Bộ Giáo dục. Trước khi lên lớp, quý thầy cô xem bài giảng tương ứng để tham khảo ý tưởng và lựa chọn phần mình cần trên video, từ đó hoàn thiện bài dạy cho riêng mình. Kết nối Wi-Fi trực tiếp đến máy tính, sau đó mở phần hình cần dạy, thủ thuật dừng hoặc tua lại hình để giảng bài theo ý của mình. Cuối cùng, tôi cảm ơn quý thầy cô đã cùng chia sẻ với đồng nghiệp và học sinh. Hôm nay, quý thầy cô tiếp tục dạy bài số 4, hai mặt phẳng song song. Nội dung gồm có bài tập 2 gồm 4 câu A, B, C, D trang 71, có đầy đủ nội dung và xây dựng một thư viện hình ảnh 3D để quý thầy cô giảng cả câu A, B, C, D. Như vậy, từ giờ phút này trở đi, video mặc định im lặng để quý thầy cô giảng bài. Chúc quý thầy cô giảng dạy thành công mỹ mãn.